tự ý tự ý các đội bóng, các đội bóng Sài Gòn. Số 1-0. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Matheus 1-0 dành cho câu lạc bộ Sài Gòn ở phút thứ 17. Tiền đạo của đội chủ nhà đã đánh lừa được thủ môn Siêu Tuấn. Công bằng mà nói thì với những nỗ lực và sự cố gắng của rồi công bằng một quả tuyệt đó đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Sài Gòn. Đó là một pha phản công và sau đó là thành công. Ngay sau đó là một pha đá bóng chính xác về cho Matheus đánh đầu. Pha đúng thủ môn được ghi bàn. Và khi pha đối đầu vẫn cố lên rất nhẹ nhàng.